Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bánh hamburger và khoai tây chiên nha. Đầu tiên là các bạn tô màu xoa ra rồi giống màu bánh nướng. Sau đó thì các bạn làm rau tạo cái độ sần bằng cái giấy bạc. Rồi mình làm đến thịt. Rồi sắp xếp các lớp lên rau, thịt, miếng phô mai, một lớp rau tiếp và đến mấy lát cà chua. Bây giờ mình cắt ra rồi bày lên trên. Sau đó thì úp cái mặt bánh trên cùng lên, rồi tạo các vết kiểu như hạt vừng ấy. Rồi đến lượt gấp cái hộp đựng bánh, thì chỉ có cắt và dán như cái đường in của nó thôi, giản lắm. Làm xong cái hộp thì mình cho cái bánh vào. Thế là đã xong rồi, mọi người chiêm ngưỡng nha. Xong cái hộp bánh hamburger thì mình làm sao khoai tây chiên. Mình cắt mấy cái lát khoai tây ra, không cần đều đâu. Rồi mình mang đi nung, sau đó mình gấp hộp, rồi cho mấy cái lát khoai tây chiên mà vừa nung xong vào trong cái hộp. Mình cứ cho vào thôi, sao cho nhìn nó cân đối là được. Thế là đã hoàn thành rồi đây. Sorry mọi người, cái bàn nó hơi bẩn nha. Tiếp tục đến với phiên bản khác của hộp kem mini. Bạn nào có đam mê gấp hộp thì các bạn có thể vào shop mua cái tờ gấp sẵn như thế này, cắt và gấp theo cái đường in, sau đó dán lại bằng keo E8000 là xong. Những bao bì như thế này thì được phủ một cái lớp chống thấm chống xước rồi, nên các bạn có thể yên tâm chơi. Nếu chẳng may rơi vào nước thì chỉ lau qua là xong thôi, không bị bay màu hay là trôi đi cái lớp in được. Thế là xong rồi, rất đơn giản không mọi người? Cảm ơn mọi người đã xem nha.